Top 10 con vật có lực cắn mạnh nhất thế giới, phần chính. Top 2, cá sấu sông Ninh, 5.000 PSI. Cá sấu sông Ninh có lực cắn cực mạnh theo như hầu hết các nguồn ước tính là khoảng 5.000 PSI, gấp 5 lần so với hổ, khiến nó trở thành một trong những loài có lực cắn mạnh nhất thế giới. Chúng tấn công nhiều loại con mồi, bao gồm cá, ngựa vằn, chim và thậm chí là cả hà mã nhỏ. Cá sấu sông Ninh được tìm thấy trên khắp châu Phi và được biết là nguy hiểm đối với những người mạo hiểm đến quá gần lãnh thổ của chúng. Lớp da dày, lực cắn mạnh biến chúng thành loài đứng đầu chuỗi thức ăn. Top 1, 7.000 PSI. Xem full video dưới phần bình luận nhé.